Chào cô chú anh chị ha. Hiện tại thì Khoa đang ở tỉnh lộ 87B, thì thuộc khu vực của xã Tân Phú ha. Thì từ vị trí này mình sẽ vô cái đường đan này để vô cái miếng đất của mình ha. Chỉ có 250 triệu thôi, diện tích ngang 9m, rộng rãi có thổ cư luôn ha. Rồi từ vị trí đầu đường đan này ha, cô chú anh chị mình chạy xuống khoảng 100m nè, ngay chỗ chiếc xe hơi đó ha, là chính là trường tiểu học của xã Tân Phú. Quý anh chị chạy thêm xuống khoảng chừng 100m nữa ha, thì sẽ có một cái ngã ba lớn, rẽ vô đó thì vô trường trung học của xã Tân Phú. Còn thay vì mình không quẹo vô ngã ba đó ha, mình chạy xuống khoảng chừng từ vị trí này chạy xuống đó khoảng chừng 300m thì sẽ có một cái quỹ ban nhân dân của xã Tân Phú, và ngay đó là công an xã. Quý anh chị mình sinh hoạt về đây có thể sử dụng, có một cái máy rút tiền đặt ngay quỹ ban xã luôn ha, rất là tiện lợi cho cô chú anh chị mình về đây sinh sống. Rồi thì từ vị trí đầu đường này, Khoa xin nhắc thêm ha, từ vị trí đường đầu đường này ha, cô chú anh chị mình chạy xuống khoảng chừng 4 km nè là mình tới trung tâm huyện của huyện Tân Phú Đông mình ha. Và mình đi ngược lại thì mình lên trên bến phà Bình Ninh của xã Tân Thới. Tây tỉnh phà Bình Ninh rất là khoảng khoảng độ 10 km ha. Còn đây mình đi xuống trung tâm huyện tầm khoảng 4 km, xuống dưới biển Còng Cống, khu du lịch Còng Cống, khu du lịch biển Làng Yến thì tầm khoảng độ 15 km ha. Rồi thì miếng đất và giới thiệu cho cô chú chị hôm nay thì với chiều ngang là 9m, chạy dài thì 18m ha, có 100m2 thổ cư. Nhưng mà ranh thực tế của mình đó cô chú anh chị, ranh thực tế của mình thì được 20m ha. Cô chú anh chị mình cất nhà rộng rãi luôn, thì bên qua cũng đã đo ranh giới này nọ hết rồi, bản vẽ sẵn thì công chứng liền cho cô chú anh chị được ha. Đường này thì nhà cửa rất là đông dân cư nè, trước đất trước đường thì có đèn đường thắp sáng, rồi có điện nước wifi, khu vực này kéo tới chỗ cho cô chú anh chị luôn ha. Khu vực này gần chợ, gần ủy ban, gần trường học, cho nên tuyến đường này thì cũng gọi là rất là phát triển ha. Tuyến đường này thông ra ngay chỗ ủy ban luôn nè, mình quẹo vô thì mình quẹo ngay chỗ cái đầu đó ha. Rồi mình chạy thẳng chút xíu mình ôm theo cái đường cua của cái đường đan này luôn, thì mình chạy thẳng ra thì cũng vẫn đụng ủy ban nhân dân xã Tân Phú luôn ha. Ngay đó chợ, trường học, rồi ủy ban, rồi ngân hàng, trụ ATM, nói chung đầy đủ tất tần tật, bán kính xung quanh trong vòng từ cái miếng đất mà mình ra tới ngoài các tiện ích thì trong vòng khoảng 400m thôi ha. Đi cái đoạn này thì cô chú anh chị mình rất là mát mẻ ha. Ở đây thì khu vực đa số họ trồng dừa, trồng cây ăn trái, mảng cầu đủ trái quá trời này cô chú chị, hai bên đường tình hợp đủ. Và một số hộ thì ta cũng canh tác, người ta trồng xả. Ở đây thì nước ngọt, 6 tháng ngọt, 6 tháng lợi đó cô chú chị. Ở đây mình có thể mua mấy cây giống như mình trồng thì rất là tươi tốt ha. Như xoài, mít, bưởi, cóc, ổi, gì rồi chuối, rồi cóc, cam, dân dân thì cô chú anh chị mình trồng rất là tươi tốt luôn. Ở đây thì đa số hộ dân đều khá giả nhờ làm vườn và nuôi thủy sản ha. Đây tới khu vực đất của mình ha, cô chú anh chị thấy nhà liền kề rất là đông dân cư nè cô chú anh chị. Rồi tới khu vực đất của mình, hiện tại thì ở đây Khoa chỉ còn có hai thửa ha, là hai thửa là liền kề, mỗi thửa là 9m. Và lúc trước cũng có một thửa 11m mà đã bán rồi ha cô chú anh chị. Và hai thửa 9m từ vị trí cái đường nửa cái tiệm đường đó ha, mình chạy ngang qua đây 9m nè, rất là rộng luôn á cô chú anh chị. 9m là tới đây nè cô chú anh chị, từ đây qua đó là 9m, còn từ chỗ này ở đây cũng 9m ha. Qua còn hai thửa 9m thì trước đất mình thì có một số cái cây dừa để trước đường đan lấy bóng mát. Đây nhà dân của chú anh chị thấy rất là đông dân cư ha.
Đường mình thì cái lô 9m đầu tiên này á thì mình giáp với cái đường này. Đường này là do mình bỏ đất ra cho để mấy hộ đi xung quanh bên trong ha. Thì cô chú anh chị mình phải bỏ ra nửa mét á để cô chú anh chị có thể xây dựng vô. Trên đất mình hiện tại thì có một cái xài nè, chuối. Thì trước cũng có một số cây ăn trái ha, mình cũng phá qua hết để dọn dẹp cái mặt bằng. Thì giờ thì nói chung mà chỉ còn giữ lại cây xài này thôi, ranh đuôi nè cô chú anh chị, ranh đuôi đất. Thì hôm bữa Khoa cũng đã tiến hành đo cái ranh rồi, thì từ vị trí cái trụ ranh nó ra tới ngoài đường đan nó là 20.5m ha, nó rất là dài luôn. Thì Khoa xin nhắc lại là diện tích ngang là 9m, chạy dài thì 18m, có 100m² thổ cư, ranh thực tế mình được 20m dài ha. Thì mỗi thửa bên Khoa bán chỉ có 250 triệu thôi. Đất này thì mới nói chung là mới đo đạt ra bán rẻ, thì nói chung chưa gọi là đất F0 nữa cô chú anh chị. Đất mới F0 luôn, giá rẻ cho cô chú anh chị mình mua sở hữu và sử dụng luôn. Ở đây điện nước thì cô chú anh chị về đây mình sắm thì đăng ký thì nhà nước họ kéo điện kéo nước tới chỗ mình luôn ha. Đây có đèn đường thắp sáng này cô chú anh chị. Đường điện thì kéo trước đất mình luôn ha, có hàng trụ điện nè. Cô anh chị đăng ký thì ta kéo đất điện vô thôi, cũng không có tốn chi phí bao nhiêu ha cô chú anh chị. Còn về vấn đề nước thủy cục thì nguồn nước nó sẽ được kéo ngang đất, nhưng mà đa phần là đường ống nước nó sẽ được kéo âm, cho nên cô chú anh chị mình không có thấy cái đường dẫn ha. Cô anh chị có thể đăng ký để người ta kéo đồng hồ nước. À đây là cô chú anh chị, nó đường ống nó sẽ nằm ngang chỗ này nè, cho nên Khoa không, nói chung là mình làm đường là mình chôn cái đường ống, nhà nước họ chôn đường ống xuống mình không có biết chỗ nào ha. Thì giống như chỗ này ha, cũng có đồng hồ nước nè, thì đăng ký người ta kéo tới chỗ mình thôi. Điện thì cũng có đồng hồ điện trên cái cọp đó ha, nó đồng hồ điện đó cô chú anh chị, thì đăng ký người ta kéo tới chỗ mình thôi. Mấy cây dừa này cô chú anh chị mình mua có thể sử dụng để lấy nước uống, lấy bóng mát, hoặc là quý anh chị có thể phá bỏ tùy thích mình ha. Hiện tại thì cắt nền ra thì để lại mấy cái dừa cho cô chú anh chị mình ha, nếu có nhu cầu thì mình sử dụng ha. Cái lô 9m 11m bên đây thì bán rồi ha cô chú anh chị, rất là đẹp luôn, rất là rộng luôn. Giờ chỉ còn hai lô 9m liền kề, thì nếu quý anh chị mà mình lấy một cặp 9m luôn thì sẽ được 18m, thì rộng rãi lắm nha cô chú anh chị. Và cũng để cho cô chú anh chị nếu mà lấy hai nào luôn thì có được giá tốt chút xíu ha. Chỉ có 250 triệu một thửa thôi ha. 19 và 18, 100m² thổ cư. Rồi quan tâm cô chú anh chị mình cứ liên hệ Khoa, số điện thoại là 0334474430 hoặc là 0766450006 để Khoa tư vấn cho ha. Và có xài Zalo cái số Viettel là 0334474430 ha. Rồi cảm ơn cô chú anh chị mình rất nhiều.